ơi, hiện tại mình đang cần tuyển một nhân viên nam có thể vừa đi chợ nấu cơm, lau nhà, dọn nhà, quét nhà, giặt giũ quần áo, đặc biệt là cao trên 1m8, 6m cũng được. Tại vì tiện thể là làm bạn trai mình luôn, chứ dạo này là mình thấy chồng mình là có hơi gọi là gì vậy? Từ giờ tới tối vợ cứ ngồi đây đi, mọi chuyện để cho chồng lo. Đúng là dạo này tôi ít nấu ăn cho bà thiệt, mà cũng tại bà có chịu ăn gì đâu, ăn tầm bậy tầm bạ không à. Thôi được rồi, bữa nay tôi sẽ chỗ tài nấu 4 món cho 4 bữa ăn vừa ngon vừa gọn. Bữa sáng tôi sẽ cho bà ăn mì ý sốt bò bằm. Trời đất ơi, bày đặt cả mì ý, mì đồ nữa. Nhìn thì cũng hấp dẫn đó, mà không biết ăn vô. Ui, ui, ngon ta. Cũng được. Vị cũng khá ổn. Cái sợi mì thì nó dai dai, cái sốt bò bằm thì béo, nó thấm đậm, hương vị rất là vừa miệng. Tôi còn nấu không được mà sao chả nấu được hay gì ta. Bữa trưa nhanh gọn lẹ với cơm chiên hải sản ngũ sắc của Saigon Food, tôi chỉ cần bỏ vào lò dây sống hâm nóng 1 phút 30 giây là ăn được luôn. Cơm chiên hải sản hả? Phải không nhở? Sao làm được nữa? Trời ơi, nóng hổi luôn hả? Ừ, ăn thử đi. Nhìn hấp dẫn nha, nhưng mà chắc là cũng bình thường chứ nghĩ sao mà ngon được trời. Má ơi, cha nội này không có công thức cơm chiên ở đâu vậy trời? Ngon y chang ngoài tiệm luôn. Ngon quá à. Ngon tạm tạm à. Kiểu ráng ráng ăn thì cũng được. Cơm thì mềm, topping thì đa dạng, mà còn tươi nữa. Nhưng mà cha nội này là không thể nào mà chả nấu ăn ngon như vậy được. Buổi xế bà hay đói bụng nên tôi sẽ làm cho bà mì udon của Saigon Food, là chỉ cần 24-5 phút là ăn luôn. Oh my god. Có buổi xế nữa hả? Cái gì ghê vậy? Có thịt nha, có hành lá rồi nha. Sợi mì udon đẹp nha. Cũng ngon á, cũng được á. Ôi, làm sao không có thể nấu được cái món mì udon như vậy ta? Nước dùng thì rất là thanh nha, còn thịt thì rất là tươi, còn cái sợi mì á nó thơm mà nó dai dai mềm mềm nữa. Rồi, tôi đã bắt đầu nghi ngờ là anh cha này có cái gì đâu mờ ám rồi nha. Nhưng mà trong lúc nghi ngờ thì tôi bưng cái tô lên phòng ăn hết hả? Ngon quá. Không thể nào mà anh cha nội đó chỉ nấu ăn ngon như vậy được. Mà đồ ăn nó tươi nữa chứ. Có khi nào mà chả mua ngoài tiệm vậy xong kia rồi bỏ vô cái hâm cái xong không? Còn bây giờ tôi sẽ xuống bắt tại trận. Món này nó muốn gì vậy ta? Trời đất ơi, cha nội này tưởng là chả ra chợ mua rau mua thịt về nấu cơm cho mình ăn. Ai về là chả mua đồ ăn của Saigon Food đem về sẵn kìa. Hèn chi cả ngày nay là dốt người ta trong phòng không có muốn rồi cho người ta ra ngoài. Tôi nghĩ trong bụng chứ không thể nào mà cha nội này chả nấu ngon như vậy được hết. Ai về. Ôi, nhưng mà đồ ăn ngon thiệt nha. Ngon chứ sao không? Ngon mà tươi quá trời luôn á, như là mới nấu xong gì á. Tối nay chồng tính nấu cho vợ. Thôi khỏi đi, khỏi đi. Trời ơi, không có ăn ba cái món mà trùng lập ngày nay nha trời. Bây giờ có món khác thì ăn, còn không có thì thôi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Vợ thấy quá trời món không? Làm sao mà trùng lập được? Tối nay chồng sẽ làm cho vợ món mì ramen vị soju đậm chất Nhật Bản luôn. Nghe vậy có mì ramen soju nữa hả? Chứ sao? Tôi nhìn có hình hấp dẫn quá vậy. Trời ơi, sợi mì ngon ghê quá. Mm.
Có nè. Ngon quá à. Cái nước thanh lắm luôn á. Giống như là mới nấu xong luôn trời. Trời ơi, miếng thịt nè, thịt ba chỉ có nạc có mỡ luôn. Trời ơi, ngon quá. Chỉ cần order đơn hàng 300k trên kênh thương mại của Sài Gòn Food, vừa được đa dạng món ăn trời ơi, trời quá trời món ăn luôn, mà còn được tặng kèm một cái túi giữ nhiệt, trời ơi dễ thương, mà đem đi đâu cũng tiện nữa. Nè, xách một cái đi cái một à.